Thưa quý vị, thời gian qua, các doanh nghiệp trong tỉnh đã thực hiện chế độ tiền lương, tiền công đối với người lao động cao hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định. Theo thống kê, thu nhập bình quân của công nhân trong năm nay đã tăng 1,65% so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nhập tiền lương bình quân năm 2022 đạt 8,2 triệu đồng một tháng, tăng 1,65% so với năm 2021. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đạt 18 triệu đồng một tháng. Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước đạt 8,7 triệu đồng một tháng. Doanh nghiệp dân doanh đạt 7,8 triệu đồng một tháng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,3 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, mức lương cao nhất trả cho người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 59,3 triệu đồng một người công ty cổ phần có vốn cấp chi phối của nhà nước là 27 triệu đồng một người. Doanh nghiệp dân doanh là 50 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 179 triệu đồng một người.